ta đang đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Cười Vui Sống Khỏe. Thưa quý vị, thân mến, ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một căn bệnh mà triệu chứng của nó sẽ có những vết mẩn đỏ, bong tróc da giống như những sáp nến, và chúng ta vẫn hay gọi đó chính là căn bệnh vẩy nến. Bệnh vẩy nến tuy không gây nguy hiểm đến sức khỏe nhưng gây cho chúng ta những mặc cảm, tự ti và ngại giao tiếp với xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Vậy cụ thể căn bệnh vẩy nến này được định nghĩa như thế nào, những triệu chứng cụ thể ra sao và phương pháp điều trị như thế nào, mời quý vị cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên trước tiên, vẫn như thường lệ, mời quý vị cùng theo dõi một tiểu phẩm hài sau đây về căn bệnh này. Uống trà nè ông, trà tôi mới pha đó. Bà ơi, tôi coi cái tin này tôi không ăn uống gì nổi hết bà. Sao? Tuổi trẻ bây giờ khủng khiếp thiệt. Khủng khiếp là sao? Một thằng mà cặp ba con nhỏ luôn. Trời ơi, tưởng gì chứ cái chuyện đó bình thường thôi mà. Bây giờ đầy ra đó. Nó cặp một lượt ba chị em ruột luôn. Ba chị em ruột hả? Nó cua nhỏ lớn, nó vuốt tóc nhỏ thứ hai, nó hung nhỏ út. Trời đất ơi, không lẽ ba chị em không có nghi ngờ gì hay sao? Bà coi đi báo đăng kìa. Hồi đó tôi cặp hai đứa là tôi muốn chết rồi. Cái gì? Hả? Không có, bà coi báo đi, tôi nói chuyện tôi nói nhảm mà. Bà coi đó một... Ba cái báo gì đây? Ba cái báo tào lao gì? Ôi, ba cái báo lá mơ đó mà. Ở nước ngoài nó có báo lá cải. Ở nước mình nó có báo thu địch. Quá. Báo lá mơ. Báo lá mơ. Mơ ông ơi, ai đi nói ba cái báo được kỳ cục. Nhưng mà đây nè, tự nhiên là ngồi đi đọc ba cái báo này làm chi vậy trời? Ba cái báo đăng bài tào lao không coi chi vậy? Thì con gái mình nó đem nó dục cái bàn rồi tôi coi, tôi đọc thử cái nhà đọc tôi ớn quá trời. Cái gì? Con gái mình coi báo này hả? Ừ. Trời đất ơi, cái con này. Con gái. Con gái bé nhỏ của mẹ. Dạ. Con nghe nè mẹ ơi. Đúng này coi. Làm gì kêu con gấp quá vậy? Ngồi đây cho bà hỏi. Dạ dạ dạ. Con lấy ba báo nãy đâu ra vậy hả? Báo nãy hả? Ở đâu có? Của mấy đứa bạn của nó đưa á. Báo tầm bay tầm bao đi đọc cái gì không lo, học hành không lo. Trời ba ơi, nó nói đọc cái này để giết thời gian thôi, còn nhiều thứ khác lắm ba. Nhiều thứ khác gì? Nhiều thứ khác cái gì? Dạ ừ. Không, dạ dạ nhiều thứ khác hay hơn, hấp dẫn hơn, nhưng mà không có vậy thì à. Này, trời đất ơi. Ba cấm con nha. Phải học. Dạ. Ba mẹ thương con, cho con ăn học, học cho đàng hoàng. Không có đọc báo tầm bậy tầm bạ. Trời đất ơi, thằng ơi, mày mũi cắn mày dữ vậy? Mày bị cái gì vậy? Dạ hả? Dạ không biết nữa, sao con đi con ngứa quá. Dạ mẹ coi coi. Trời ơi con gái. Dạ. Gái từ từ đi mẹ coi coi nè. Cái gì vậy? Ngứa quá. Trời đất ơi. Đi đây mẹ coi coi. Mà sao móng tay khô tróc hết trơn vậy nè? Chắc tại con sơn móng tay nhiều quá. Ủa mà sao ngộ ha, nó bị chóc da đây nè, mỗi lần cái con ngứa cái con khựa xịt máu luôn á. Trời ơi. Bà ơi, chết, nó có mũ nữa. Con bị sao vậy? Con đi đâu tầm bậy tầm bạ không con? Con có quan hệ cái thằng nào không? Trời đất ơi, con đừng có nói là có là mẹ xỉu liền đó nha. Ba, mẹ, gì kỳ vậy? Sao tự nhiên trộn? Chưa đâu mà mục ra ba cái mục này rồi còn xì mũ lên đó kìa. Tại sao? Ba, thằng nào lấy cho con vậy? Má ơi, mẹ ơi, khổ quá, ba với mẹ khổ quá à. Con không có như vậy, tự nhiên cái con bị nổi ngứa chứ con biết mà, con không có làm bậy làm bạ vậy đâu. Tốt nữa. Dạ. Chứ cái này là cái gì? Cái này hả? Hồi nãy con mới đi bệnh viện da liễu về. Bác sĩ nói sao con? Cái này con nghi là bị vẩy nến á. Ủa con bị phỏng đèn cầy hả? Đâu có. Vậy nên là bệnh lý á. Trời ơi không phải à, hình như cái bệnh này là à, cái gì mà suy giảm hệ thống miễn dịch. Dạ, dạ đúng rồi. Đây nè. Đó. Đây đó. Mẹ coi đi. Cái gì đây? Coi đi tìm hiểu thêm đi. Ở nhà thì chỉ có mẹ là suy nghĩ đúng nhất thôi. Bệnh vẩy nến à, còn có một số triệu chứng hiện à, một số triệu chứng khác như là móng tay, móng chân trở nên xù xì, giòn, dễ gãy, sưng, đau, biến dạng các khớp, rồi xuất hiện các mụn mủ khắp người, rồi còn lan ra khắp cơ thể. Trời con có không con? À, nên không biết nữa. Người thì con chưa có thấy bị nổi, mà thấy bị nổi ngay tay con nè. Trời ơi nè, nhưng thấy mà, chưa? Nhưng mà bác sĩ nào nói con? Bác sĩ nào nói con bị dây dây nến bác hả? Bác sĩ nào? Bác sĩ gồ quá. Bác sĩ gồ là bác sĩ nào? Làm bệnh viện nào? Dạ làm ở bệnh viện Google á. Bệnh viện Google ở đâu bà dắt tôi đi coi bà. Ở trên mạng đó.
con sợ trên mạng á, con sợ, con vô Google con sợ mấy cái hình nè giống con vậy nè, mấy cái triệu chứng người ta nghi là con bị bệnh vậy nến á. Trời đất ơi, tại sao mắc cái bệnh này con không đi vô bệnh viện da liễu khám mà lên Google sợ là sao? Trời ơi con ơi, tại sao không đi vô bệnh viện? Dạ thì cũng có tới bệnh viện mà. Rồi có khám không? Dạ không. Tại sao không khám? Vừa mới tới cổng bệnh viện á, mấy đứa bạn con nó rủ, ê mập đi chơi, cái con đi luôn. Trời đất ơi, bệnh hoạn không lo, lo đi chơi. Con có biết là ba mẹ cực khổ mới nuôi con được mập được như vậy. Trời, con không trả hiếu ba mẹ, con lo đi chơi, không lo bệnh hoạn. Bây giờ đừng có la nó nữa, bây giờ dắt nó đi ra ngoài ông bác sĩ trung đầu hẻm đó. Khám cho nó đi, ông bác sĩ da liễu đó. Đi, bà cổng con đi liền. Làm sao bà cổng nổi. Trời ơi, dắt nó đi liền liền bà. Đi nhanh lên đi. Đi. Lấy cái điện thoại của con gọi cho bạn con. Trời ơi, gọi cái gì nữa, đi nhanh lên. Mau lên. Ây da. Quý vị thấy không, qua đoạn tiểu phẩm vừa rồi chúng ta cũng thấy được rằng là khi mà cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại với những công nghệ kỹ thuật tiên tiến thì chúng ta gặp bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống cũng có thể dễ dàng lên Google và tìm hiểu ngay về nó như tiểu phẩm mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Qua đó thì với căn bệnh vẫy nến mà chương trình cùng tìm hiểu ngày hôm nay thì không biết được rằng là nếu trong một số trường hợp những vị khán giả chúng ta chẳng những tìm hiểu thông tin về nó trên mạng và áp dụng luôn cả những phương pháp điều trị tràn lan trên mạng thật sự có mang lại hiệu quả với căn bệnh này hay không. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu sâu hơn về căn bệnh vẫy nến với phần tham gia tư vấn của thạc sĩ bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường đến từ Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh để có lời giải đáp nha. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Phương Hiếu. Xin chào quý vị khán giả. Rất cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay để cùng chia sẻ về căn bệnh vẫy nến. Cũng có khá nhiều người ghi nhận về căn bệnh này. Vậy cụ thể tại sao lại gọi là căn bệnh vẫy nến, hay là tại do bệnh có những sang thương giống như là những vẫy nến bong tróc lên, và thường thì nó sẽ xuất hiện ở những khu vực nào trên cơ thể chúng ta? Thì cái bệnh này nó xuất hiện ở dưới dạng những cái mảng da màu đỏ, hình tròn hay oval. Yeah. Và trên đó có một cái vảy trắng ngã vàng, nó giống như là chúng ta nhỏ đèn cầy vào vậy đó, cho nên đúng là như vậy, thành ra người ta gọi là vảy nến. Thì vảy nến thường xuất hiện là đối xứng hai bên cơ thể, nó thường thấy ở cái vùng da đầu, ở rìa chân tóc đó, rồi ở khuỷu tay, ở đầu gối, ở mặt duỗi cẳng tay, ở mặt duỗi cẳng chân, là những vị trí mà chúng ta hay gặp ở bệnh nhân vảy nến. Vâng, thưa bác sĩ, có một số thông tin Phương Hiếu nghe được về căn bệnh này, người ta cho rằng căn bệnh vảy nến là do gen di truyền, điều đó có phải không ạ? Cái yếu tố mà di truyền, cái bản thân của cái người đó bị mắc bệnh vảy nến là quan trọng nhất. Tuy nhiên nhiều cái trường hợp, cái cơ địa mặc dù đã bị vảy nến nhưng mà nó vẫn chưa bộc phát ra, mà khi có cái yếu tố tác động, có yếu tố khởi phát thì nó sẽ bùng ra. Ví dụ như chúng ta thấy một cái số cái yếu tố có thể gây ra khởi phát, chẳng hạn như những cái stress, căng thẳng, lo lắng, hay là những cái yếu tố về môi trường như là thay đổi thời tiết, hoặc là bệnh nhân có thể dùng những cái thuốc uống điều trị một số bệnh nó cũng có thể gây ra khởi phát. Hay là những cái chấn thương da, những cái bệnh lý nhiễm trùng cũng là một cái yếu tố mà nó làm cho bệnh trở nên xuất hiện, nó đang tiềm ẩn, nó xuất hiện trở. Phương Hiếu muốn hỏi kỹ hơn với những cái sang thương vảy nến này, không biết nó có ngứa ngáy, khó chịu hay không, và nó có tính lây truyền hay không khi mà người này tiếp xúc với người khác? Cái sang thương mà vảy nến á, thì thường nó cũng ít có gây ngứa lắm. Nhưng mà khi mà điều trị bệnh nhân vảy nến thì thường bác sĩ cũng hay lưu ý đến cái vấn đề này, bởi vì nó đỏ da, xong rồi nó có thể nó bội nhiễm thêm, nó cọ, nó kích ứng, thành ra gây ngứa. Còn về mà cái lây truyền của bệnh thì cái này thì hoàn toàn không có lây truyền giữa người này người khác. Và thưa bác sĩ, hiện nay với căn bệnh vảy nến, không biết là về y khoa cách điều trị như thế nào, nhưng mà riêng bản thân Phương Hiếu nhận thấy thường một số người khi mà bị căn bệnh vảy nến này thì họ thường có tâm lý là ra nhà thuốc và mua ngay lọ thuốc bôi vào. Cái vấn đề mà bệnh nhân hay tự ý ra nhà thuốc để mà mua thuốc bôi thì chúng ta phải cần mà cân nhắc và cảnh báo cái vấn đề này, bởi vì nó gây tác hại rất là nguy hiểm. Cái hệ lụy sau đó đó là gây ra những cái cơn mà bộc phát rất là nghiêm trọng. Và tại bệnh viện của chúng tôi thì có rất là nhiều cái trường hợp mà biến chứng gây ra đổi da toàn thân. Khi mà bệnh nhân đã diễn tiến đến cái đổi da toàn thân thì cái khả năng mà hồi phục hay là làn da trở lại bình thường thì nó rất là khó. Tuyệt đối không có tự ý điều trị, mà chúng ta nên đến cái bác sĩ chuyên khoa da liễu để được cái lựa chọn điều trị thích hợp. Chúng ta thấy là nếu như mà những cái dạng mà vảy nến mà còn ít hay là dạng nhẹ thì chúng ta cũng có thể thấy một cái hiện tượng đó là bệnh có những cái đợt thoái lui rồi sau đó tái trở lại, thì không có nghĩa là bệnh hết.
mà nó chỉ là một cái giai đoạn tạm thời nó lắng xuống thôi. Do đó thì nó sau đó một thời gian nó lại bùng trở lại. Thì trong những cái khoảng thời gian mà bệnh lắng lại như vậy đó, thì chúng ta vẫn phải nên đi tới bác sĩ để mà thăm khám định kỳ, để có những cái lời khuyên thích hợp nhằm hạn chế cái tình trạng tái phát hay là bùng phát lại trong tương lai. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng hết sức lưu ý đối với bệnh vẩy nến. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần chú ý đến quần áo, chẳng hạn như là ra nệm nè, rồi quần áo chúng ta cần phải dùng những cái dạng mà cô tông. Ví dụ như chúng ta len thì chúng ta sẽ cọ, nó sẽ làm cho kích ứng. Thì ngoài ra thì thí dụ như là khi mà dùng xà bông thì chúng ta cũng cần chú ý những cái dạng xà bông mà có cái tính chất dịu nhẹ, không có hương liệu, cái pH của nó thì trung tính và nó có cái tính chất mà giữ ẩm, dịu da, thì nó sẽ làm giảm đi cái cơn ngứa. Bệnh nhân ngứa thì thật ra khi xuất hiện triệu chứng này chúng ta cũng cố gắng đừng có gãi, bởi vì chúng ta gãi chúng ta sẽ làm ra một cái vòng luẩn quẩn ngứa rồi gãi, do đó nó sẽ càng làm cho trầm trọng thêm. Và cái chấn thương da, cái cọ sát da là một trong những yếu tố khởi phát và cũng là một trong những yếu tố làm cho bệnh nặng hơn, cho nên chúng ta hết sức lưu ý vấn đề này. Thì thuốc lá, rượu bia là một trong những cái tác nhân mà có thể gây khởi phát bệnh vẩy nến. Còn nếu như mà bệnh nhân đang có những cái biểu hiện vẩy nến thì nó sẽ làm trầm trọng thêm cái bệnh vẩy nến. Do đó mà trong khả năng mà tốt nhất chúng ta cần phải hạn chế tối đa, còn nếu không thì chúng ta nên hạn chế và bỏ hẳn, tiến tới bỏ hẳn thuốc lá và rượu bia. Tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị khán giả đó là khi mà chúng ta đã mắc bệnh vẩy nến thì chúng ta phải xem như nó là một cái phần của cuộc sống mình. Hiện tại dù các cái phương pháp điều trị rất là hiện đại, dùng các cái tác nhân sinh học, y học chúng ta hiện nay tiến bộ rất là vượt bậc, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có một cái phương cách nào, chưa có một cái phương pháp nào để có thể mà điều trị cái này khỏi bệnh, chỉ có thể tạm thời lùi bệnh thôi. Do đó mà khi mà chúng ta biết rằng nó là một cái phần của mình thì chúng ta cần phải có những cái lối sống, sinh hoạt, rồi ăn uống, rồi thể thao, rồi chăm sóc da, rồi các cái quan hệ xã hội hay là công việc chúng ta sắp xếp và chúng ta chấp nhận nó. Bởi vì nếu như chúng ta không giữ được những cái tư tưởng như vậy, chúng ta căng thẳng vì nó thì bệnh nó sẽ càng nghiêm trọng và nó khả năng nó quay trở lại, nó sẽ sớm hơn, nhanh hơn. Vâng, qua cái lời cảnh báo của bác sĩ cũng như những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cảm nhận được rằng vẩy nến là một căn bệnh sẽ đi cùng chúng ta theo năm tháng và chưa có mặt y khoa nghiên cứu nào điều trị dứt điểm được căn bệnh này, đúng không ạ? Và có chăng điều trị, có lẽ phải nghĩ rằng chúng ta sẽ điều trị cho các bệnh nhân về mặt sẽ hạn chế những vấn đề ngứa ngáy, rồi bên cạnh đó là làm giảm cái sự lan rộng của căn bệnh này, đúng không thưa bác sĩ? Một lần nữa cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Vương Hiếu, xin cảm ơn quý vị khán giả. Và thưa quý vị, như vậy là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta cũng đã khép lại với căn bệnh vẩy nến. Lại một căn bệnh nữa được bổ sung vào cuốn sổ tay y tế của chương trình Cười Vui Sống Khỏe. Hy vọng rằng tất cả quý vị sẽ kịp thời ghi lại những thông tin mà chương trình mang đến để chúng ta chăm sóc sức khỏe thật tốt cho cả những người thân yêu trong gia đình. Và đến đây, chương trình xin được phép nói lời chào tạm biệt. Vẫn không quên nhắc lại những cách thức rất quen thuộc để quý vị và các bạn có thể gửi những câu hỏi của mình liên quan đến những căn bệnh thường gặp của cuộc sống để bác sĩ chương trình tư vấn. Hãy gửi về chúng tôi, đơn vị sản xuất chương trình, Công ty Tiếp thị Truyền thông Ý tưởng Việt, số 384/9, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và thứ hai, hãy gửi đến địa chỉ email của chương trình ct.cuocvuisongkhoe@gmail.com để có lời giải đáp sớm nhất. Còn bây giờ, Phương Hiếu xin được phép nói lời chào tạm biệt và đừng quên hãy đón theo dõi chương trình vào tuần sau vào khung giờ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nấm bào ngư có vị ngọt, thơm, dai, có giá trị dinh dưỡng cao, cung cấp các chất cần thiết cho cơ thể. Nấm bào ngư chứa nhiều protein, glucid, vitamin và các axit amin có nguồn gốc từ thực vật, dễ hấp thụ. Nấm bào ngư cũng như nhiều loại nấm khác là thực phẩm đồng minh cho các chế độ ăn giảm cân vì chỉ cung cấp 35 kcal trên 100 g, thích hợp với các trường hợp rối loạn tiêu hóa hay thiếu máu não. Nấm bào ngư còn có nhiều đặc tính tốt cho sức khỏe như phòng và chữa các bệnh cao huyết áp, béo phì, các bệnh đường ruột, lọc máu xấu. Được cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đồng ý cho dùng để điều trị thừa cholesterol trong máu. Ngoài ra,
cũng đang có một số đề tài nghiên cứu về khả năng chống ung thư của nấm bào ngư do sự hiện diện của lovastatin trong tai nấm, tập trung ở phiến nấm và đặc biệt ở bào tử nấm. Tỉnh Lâm Đồng là địa phương trồng nấm bào ngư nhiều, tập trung ở các huyện như Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lộc,